Đừng bao giờ đi lấy cao răng, khuyên chân thành mọi người luôn, đừng bao giờ đi lấy cao răng. Bởi vì đi lấy cao răng nó sẽ chỉ khiến cho mọi người tốn kém tiền bạc này, lãng phí thời gian. Tại vì sao? Hãy theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên ấn đăng ký kênh cho Nha Khoa Victoria nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nha Khoa Victoria. Mọi người đã biết rồi đấy, việc lấy cao răng nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho mọi người luôn. Đặc biệt là nó sẽ giúp cho răng miệng của mọi người khỏe mạnh hơn này, hạn chế được những vấn đề về nha chu, giúp cho hơi thở của các bạn thơm mát hơn và giúp cho răng của các bạn trở nên trắng sáng với nụ cười tự tin hơn. Vậy tại vì sao mình lại khuyên các bạn là không nên đi lấy cao răng? Là có lý do đấy nhá. Như mình vừa kể ở trên, việc lấy cao răng nó mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mình đi lấy cao răng thì chắc chắn là các bạn sẽ phải bỏ ra thời gian, mình sắp xếp công việc đúng không? Thời gian rảnh rỗi để đến nha khoa, quá trình đó mình cần phải di chuyển đi lại tốn kém đúng không ạ? Và ngoài ra khi mà đi lấy cao răng thì bạn phải bỏ ra một số tiền, nó không phải là lớn cũng chẳng phải là nhỏ, gây tốn kém cho bạn. Vậy thì việc nó tốn kém, nó lãng phí thời gian như thế thì so với việc đánh đổi lại là một nụ cười tự tin, một hơi thở thơm mát này, một hàm răng chắc khỏe thì nó có xứng đáng hay không? Dĩ nhiên là nó xứng đáng rồi. Nhưng mà nếu như bạn biết điều này thì bạn sẽ không cần phải đi lấy cao răng nữa. Hãy cùng nghe nhé. Đầu tiên, bạn cần phải chăm sóc răng miệng của mình thật là tốt. Hàng ngày, ngoài việc đánh răng kỹ ngày 2 lần đều đặn thì bạn cũng phải cần lưu ý là vệ sinh sạch sẽ khu vực kẽ răng, bởi vì những khu vực này nó rất là dễ hình thành những cái mảng bám cao răng. Nó tích tụ dần dần hình thành thì bạn sẽ không thể vệ sinh nó bằng cách đánh răng được đâu nhé. Bởi vì nó bám chắc vào rồi thì chỉ có nha sĩ mới làm sạch nó được thôi. Cái điều thứ hai bạn cần lưu ý đó là khi mà bạn vệ sinh răng miệng thì nên kết hợp sử dụng với cả nước súc miệng chuyên dụng các bạn nhé. Bởi vì nước súc miệng chuyên dụng nó sẽ giúp cho hạn chế hình thành mảng bám này, ngoài ra cũng giúp cho hơi thở của bạn trở nên thơm mát hơn đấy. Cái điều thứ ba bạn cũng cần lưu ý đó là cái chế độ ăn uống của các bạn cần phải hạn chế ăn những đồ ăn, những thực phẩm có màu. Bởi vì những cái đồ ăn này, ngoài việc là sau khi ăn xong răng của các bạn trở nên ố vàng thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng là tích tụ hình thành mảng bám, và điều này sẽ chỉ khiến cho bạn tốn kém tiền lấy cao răng thôi. Và điều thứ tư mà các bạn có thể cân nhắc là chúng ta nên sử dụng máy tăm nước hàng ngày để vệ sinh răng miệng. Bởi vì so với tăm tre hay là mình sử dụng những cái phương pháp truyền thống để làm sạch răng thì nó chưa thể sạch sẽ khu vực kẽ răng, đặc biệt là những vị trí ở sâu bên trong cung hàm thì cực kỳ là khó vệ sinh. Nếu như các bạn có thể sử dụng máy tăm nước để vệ sinh thì quá tuyệt vời luôn. Vừa rồi là 4 cái lưu ý mà bạn cần thực hiện thật là tốt. Nếu như bạn thực hiện tốt 4 điều này thì chắc chắn là bạn sẽ không phải mất thời gian cũng là không tốn kém tiền bạc để lấy cao răng đâu. Tuy nhiên thì trong cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi những lúc các bạn vội này, ví dụ dậy muộn chúng ta vội đi làm, hay là những lúc mà chúng ta vệ sinh răng miệng nó chưa được kỹ thì không thể tránh khỏi việc hình thành cao răng. Và nếu như mà lỡ có hình thành cao răng thì bạn hoàn toàn có thể đến các cơ sở nha khoa, bởi vì việc lấy cao răng nó không quá là tốn nhiều tiền đâu. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, khi mà bạn lấy cao răng tại Nha Khoa Victoria nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập, giá lấy cao răng chỉ có 6.000 thôi. Bạn có thể tham khảo ngay bên dưới nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.